Xin chào mọi người Cái video này là một cái video hướng dẫn Cho những bạn mới Làm sao Để cập nhật được kiến thức nhanh nhất Để chuột đơn Cái đầu tiên Thì bạn phải lên cái nền tảng Twitter Đây, đúng không? Bạn kim cái tên này rồi okay, Cái tên này là tên mình ok Cùng những cái nền tảng kia là Giả mạo ok Cái thứ hai nếu có thời gian bạn nên lướt cái trang này ở đây nó có đầy 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 bao nhiêu năm kiến thức về tiền điện tử ở trong đây những thông tin mới à, mỗi ngày mình đều cập nhật nó lên trên đây thì bạn nên lướt nó ở trên cái nền tảng này chỉ có thông tin về tiền điện tử và chuyện gì đang xảy ra trên toàn thế giới mà nó liên quan với tiền điện tử ok à, nhiều lúc mình cũng à, bỏ mấy cái hài hước vô trong đây ok chứ không phải là 100% là toàn tiền điện tử với với vấn đề kinh doanh ok cái thứ hai rõ ràng lúc sau khi bạn đăng ký nghe thì rõ ràng bạn phải liên lạc với cô nhân viên nghe và cô nhân viên là ở cái số zalo này nghe chỉ có một cái số zalo đó thôi không có một cái số khác nào hết ok uh, liên lạc với cô ta và nhờ cô ta gửi cho bạn tất cả những cái video đang được bị khóa nghe đang được bị khóa ở trên youtube Ok Thì cô cô ta sẽ gửi thẳng vô trong cái Zalo của bạn Và bắt đầu coi những cái video đó Ít nhất coi từ 10 tới 15 tập Sau đó Ok Bạn phải qua cái mục bên đây là video Đúng không Và bạn đi theo cái ngày Bất cứ một cái video nào Nó cũng có cái ngày Và cái ngày và cái giờ Ok Để bạn đi lại Để bạn hiểu được hết bức tranh Không chỉ vậy bạn lúc mà bạn đi lại những video bởi vì nó có cái ngày đúng không và cái giờ thì có nghĩa là bạn có thể lên Trading View để bạn xác thật tất cả những cái tín hiệu vừa rồi, coi thử cái phần trăm chính xác, ok? Cái phần trăm chính xác của nó là bao nhiêu, là bao nhiêu, ok? Thì uh, nhớ là vậy, là ở bất cứ một cái video nào nó cũng có cái khung giờ và cái khung ngày hết á, ok? Thì bạn đi lại, vô lại cái Trading View để bạn, bạn coi, bạn hiểu biết cái câu chuyện vừa rồi nó xảy ra như thế nào. Đi càng sâu thì càng tốt, ok? không chỉ vậy nha thời gian rảnh thì nhớ là coi những cái phát trực tuyến bởi vì sao những cái phát trực tuyến ok mình đã ngồi với anh em có gọi là bao nhiêu trăm giờ rồi ok và đó là những chiều sâu của bitcoin và uh, nói chung là chiều sâu của bitcoin là chính nha cho những người nào không biết bitcoin là gì chưa có một niềm tin uh, không hiểu tại sao uh, anh dan cứ nói là bitcoin là tài sản thật nhất uh, trong lịch sử loài người hồi đó đến giờ và nó là cái con ngựa chạy nhanh nhất trong vấn đề đầu tư những tháng tới đây, những năm tới đây. ok Và những cái nguồn tiền ngay bây giờ đang được đầu tư vô bất động sản, vàng, tiền đô la, cổ phiếu cổ vần, you know, lúa mì, lúa gạo sẽ càng ngày thì nó sẽ càng chạy vô Bitcoin và giá nó sẽ lên trên mây. Ok. Có thể bạn bắt đầu á, coi cái cái video dài nhất là 4 tiếng 55 phút bạn đi xuống mà kìm cái video 4 tiếng 55 phút mình ngồi với gia đình thứ hai cả trăm người lên tới 2 giờ sáng. 2 giờ sáng, nghe 4 tiếng 55 phút thì bạn coi cái đó trước, sau đó bạn coi những cái gọi là những cái cái phát trực tuyến vừa rồi. Thì mình nghĩ cái đó là cái cách để cho bạn chạy theo những cái người đã theo uh, cả năm trời, 2 năm trời cho những người đã bắt đầu nhận tín hiệu 5 tháng trước đây. Ok, để bạn chốt đơn. Uh, rõ ràng. Tại vì có những cái video cũ nó đang nằm ở trên đây có những cái kiến thức mình chia sẻ trong những cái video đó nghe uh, mình không có lặp đi lặp lại hàng ngày ok bởi vì mình đã chia sẻ nó năm mười hai chục lần rồi thì bạn nên phải quay lại coi uh, để nhắc luôn là gọi là những gì mình chia sẻ thì mình tin tưởng nó một ngàn phần trăm ok nó có thể giúp bạn để có được ok gọi là tự do tài chính nhưng mà bạn phải theo cái cách của mình một chứ không có 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 có, có làm laserware có nghĩa là làm không đóng đôi giống như mình sẽ hướng dẫn cho là một ví dụ bạn có 100 triệu ngay bây giờ 50 triệu cũng được đúng không thì rõ ràng cho là 50 triệu thì bạn lấy cái 25 triệu bạn mua bitcoin bỏ vào ví lạnh chấm hết và mua ví lạnh là ví nào thì rõ ràng phải mua cái ví ledger ờ à, mình sao mình xin lỗi ledger là không chơi treasure treasure và treasure còn 25 triệu kia thì dựa theo những cái chống lưng những cái kháng cự những cái video mình cập nhật cho bạn hàng ngày ok cái vùng nào là vùng mua vô từ từ rồi cái vùng nào là cái vùng bán ra từ từ ok lên đỉnh của nó tới đỉnh cái đỉnh kế tiếp con số kế tiếp của nó thì giữ đâu khoảng cỡ 5 tới mười sau đó mà thấy tín hiệu nó nguội lại á, thì mình phải xả ra hết thì những cái thứ đó mình chia sẻ biết bao nhiêu cái video vừa rồi bạn sẽ nên phải quay lại coi những cái người nào mà chưa có hiểu nghe chưa có hiểu cái cách mà mua vô từ từ bán ra từ từ thì nhớ là nhắn lên trên cái nhắn thẳng vô trong cái hộp thư, ok. Tiểu nghĩa là cái cái phát trực tuyến kế tiếp mình sẽ đi lại cho bạn, ok. Để bạn nắm bắt cái cơ hội để chốt đơn, ok. À, và tất cả mọi thông tin trước khi mình làm một cái gì á thì mình sẽ nhắn nó lên trên đây. À, cho là một ví dụ là mình sẽ làm video cho bạn về Ethereum, ok. Mình bắt đầu làm thì mình sẽ đã nhắn lên trên đây rồi và sau sau khi mình đã gửi qua cho vô cái yellow của bạn mình cũng nhắn lên trên đây thì chỗ này là cái chỉ là một cái nền tảng mình chia sẻ nghe mình gọi là gọi là qua lại với bạn ok à, nhiều lúc số đông trong tuần á là nhiều lúc mình sẽ thức qua đêm nghe là bốn ba bốn ngày trong một tuần thường thường là vậy ok nhưng mà nếu mà uh, một thời gian nếu mà lúc mà thời gian nó không bơi bổng thì mình sẽ không thức nghe nhưng mà nếu bạn không muốn cập nhật video lúc 2 3 4 giờ sáng 5 giờ sáng đúng không? Ờ, thì nhớ tắt cái chuông Zalo của mình đi, uh, cái chuông cái số Zalo của mình đi bởi vì bất cứ lúc nào mình làm video sau đó là mình sẽ gửi thẳng vô trong cái hộp thư thư của bạn. Ok. Thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ cho cái nhóm gọi là lựa chọn một có nghĩa là bạn nhận video nghe của Bitcoin Ethereum uh, và sau đó bạn cứ đi theo những cái hướng dẫn vậy để bằng chốt đơn. Lựa chọn 2 thì là cho những người chỉ nhận Uh, một cái đồng nào đó giá mua và giá bán, ok giá mua và giá bán, ok thì giá mua và giá bán á uh, gọi là nhiều lúc nha chỉ qua một ngày là bạn chốt cái đơn đó, nhiều lúc nó kéo vài tuần và vài tháng, ok tùy, ok uh, tùy theo bởi vì có một đồng mà nó lên tới hai ba chục phần trăm, ok thì bạn phải đợi một thời gian dài và nhiều lúc chỉ có qua vài ngày thôi bạn cũng là bạn chốt đơn thì cái đó là tùy tùy cái nhu cầu uh, cái thời điểm lúc đó, ok lựa chọn thứ ba là cho những người nghe đăng ký để gọi lực tư vấn. Ok, bạn đang có một cái gọi là một cái cái bị rất bự, bao nhiêu triệu chịu uh, Việt Nam hay là bao nhiêu tỷ tiền Việt Nam, uh, bạn đang giữ những cái đồng mà bạn hoang mang, bạn không biết có nên xả nó hay là giữ nó. Ok, hay là giữ tới cái chu kỳ uh, kế tiếp không biết nó có lên lại hay không hay là nó sẽ uh, uh, nó sẽ còn trở thành con số 0. Ok, thì bạn có thể nhắn cho cái cô nhân viên và nhớ đặt trước để 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 được tư vấn. Ok. Nhớ là tất cả những đồng tiền bạn bỏ vào đây không phải là những đồng tiền vay mượn nghe và bạn giữ ở trong đây thị trường này ít nhất từ 6 tháng tới 12 tháng. Nếu giữ được 24 tháng thì cái gọi là cái thành quả nó mới có nhiều nhiều và nhiều. Ok. Vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Đây là chỉ là một lời nhắc nhở cho những cái bạn mới bước vô cái thị trường này. À, và tất cả những gì mình làm được nghe ok là mình đã về hưu lúc 36 tuổi mình đã xây uh, dựng một công ty triệu uh, đô ở bên mỹ ok mình mình đã đi lính mình làm vân vân ok nhưng mà nếu bạn biết cái lịch sử của mình thì bạn không nghĩ mình có ngày hôm nay đâu ok và có nghĩa là có nghĩa rằng là nếu mình làm được thì bạn làm được mình là một một cái gọi là một cái thằng nghe từng tơ một một bàn tay trắng làm nên chả có một đồng xu đồng cắt nào hết một bàn tay trắng làm nên thì nếu mình làm được thì bạn chắc chắn một phần bạn có thể làm được theo cái công thức của mình cái thứ hai nữa ở đây mình không chia sẻ mì ăn liền có nghĩa là ngày mai bỏ hôm nay bỏ tiền ngày mai lại hốt hốt là hốt giống như uh, giống như mì ăn liền giống với số vậy đó ở đây không có ở đây là hướng dẫn cho bạn đầu tư dài hạn ít nhất là một năm cho tới 2 năm để bạn nhân cái tài khoản của bạn lên được bao nhiêu đó những tháng tới đây nó cực kỳ quan trọng, nghe nó thay đổi một đời người, nó thể thay đổi một đời người nếu bạn làm đúng, nghe à, về gọi là nói về bitcoin thì mình nói cả ngày không hết, nghe bạn có thể quay lại những cái gọi là những cái phát trực tuyến, nghe những cái video để bạn coi, ok? Nhưng cái đầu tiên là bạn phải học về nó, bởi vì sao giá cỏ giá cả của bitcoin bạn cũng đã biết rồi. Hôm nay có thể là nằm 15 ngàn, ngày mai lên 30 ngàn, ngày mốt xuống 15 ngàn, ngày nọ lên 40 ngàn, ngày mốt xuống 25 ngàn. Nó rất là bay bổng Bởi vì sao? Nó chỉ có 14 năm lịch sử à. Và bất cứ một cái loại tài sản nào lúc nó mới mẻ thì nó sẽ bay bổng như vậy. Nhưng mà lúc mà tới mà cái thời kỳ nó đã ổn định rồi đó, thì số nhiều sẽ không có đủ tài sản để mua nó. Bởi vì một con một Bitcoin, một Bitcoin lên tới 250 ngàn đô, nửa triệu đô, một triệu đô hoặc hơn thì lúc gọi là nó bình lại rồi đó nó không còn lên xuống nhiều nữa đó nó không có bay bổng thì số đông sẽ không có tiền đâu mà mua ngay bây giờ vẫn ra vẫn là rất sớm để nhảy vô ít hơn một phần trăm trên thế giới đang dùng bitcoin nhưng mà nghe tất cả cái đồng tiền khôn ở trên thế giới này ông những ông tỷ phú đô la đều rock vô những ông tỷ này tỷ nọ đúng không à, quỹ Uh, gọi là quỹ tiền tệ cũng ra tuyên bố nghe quỹ tiền tệ nghe uh, gọi là ra tuyên bố là không có thể ngăn ngăn chặn được bitcoin ok uh, những cái nước mà đã vừa rồi ngăn chặn thì là một cái chuyện ngắn hạn thôi không dài hạn người ta không ngăn được ok uh, blackrock là quỹ tiền tệ lớn nhất thế giới đã nhảy vô và bao nhiêu cái quỹ sau đó nghe nghe uh, đứng sau lưng nó nhảy 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 vô ok tất cả những nhà băng lớn ở nước mỹ đều nhảy vô ok thì mình rất rất là nhiều data, rất là nhiều thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn và uh, mình đã chia sẻ cả trăm trăm lần rồi chứ không phải một một lần nghe thì quay lại những cái phát trực tuyến uh, trước đây để coi cho những người nào mà đang kinh doanh nghe ở ngoài xã hội mà đang bạn bạn vẫn đang đang gọi là có một cái kinh doanh nào đó thì trong cái nền tảng này mình bắt đầu cái kinh này á, với gọi là tư vấn doanh nghiệp và mình làm rất, rất rất là nhiều cái video về gọi là doanh nghiệp giúp bạn phát triển làm sao bạn bán được mặt hàng làm sao bạn phục vụ khách hàng, làm sao khách hàng luôn luôn tới lại với bạn, làm sao quảng cáo, làm sao và làm sao để làm sao gọi là làm sao không quan trọng mà bạn làm về một cái lĩnh vực gì, nhưng làm sao để bạn trở thành số một trong cái lĩnh vực đó. Thì đó là những chức xám mình đã chia sẻ cả cả một năm, hai năm trước rồi. Quay lại mà coi sau khi bạn coi hết những cái video của 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 Bitcoin và tiền điện tử. Ok. Vậy thôi, đó là một lời nhắc nhở cho những bạn mới nhảy vô cái thị trường này. Ok. Bạn phải có những cái tính chất giống như là máu lạnh. Da máu lạnh. Ok, tim lạnh, da dày. Ok? Và bạn phải học 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 về Bitcoin. Chỉ có Bitcoin thôi. Nó có chỉ có Bitcoin thôi nó có thể dẫn đường cho bạn để tới được tự do tài chính. Còn nếu mà bạn không học về nó thì lúc mà giá nó bay bỏng á Thì các con tim bạn cũng, nó sẽ ngợp Bởi vì sao? Bạn không có một sự tin tưởng Bạn chưa có chiều sâu chứ Bạn chưa có bỏ 100 tiếng, 1000 tiếng học về Bitcoin Bởi vì vậy bạn ngợp tim Bạn tuột quần, bạn chạy Nhưng đừng làm vậy Đây là một tài sản thật nhất, hiếm nhất trong lịch sử loài người à, Thì cho một cái thống kê thôi 10 năm vừa rồi nó tăng trưởng 60.000% Vàng tăng trưởng 16% 72% số lượng Bitcoin đang nằm trong ví lạnh và nó không nó 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 càng ngày nó càng tăng lên cho nó không có nó không có đem ra nó bán. Những cái ví giữ hơn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm. Số lượng Bitcoin trong những cái ví đó càng ngày càng tăng không bán ra. Ngay bây giờ trên sàn chỉ còn đâu 6% 2 triệu mấy đồng. Chỉ còn 6% thôi. Mỗi ngày những người miner đào ra được đào ra Bitcoin được 900 Bitcoin Nhưng mỗi ngày Những cái người nhỏ và lẻ Và những con con quỷ, những con con cá voi, cá heo á, Lên những cái sàn trên toàn thế giới Thì nó mua tới 400 4.900 đồng Đào ra mỗi ngày được 900 mà Nhưng người ta mua tới 4.900 đồng Thì bạn nghĩ sao về Bitcoin Trong những cái tháng và năm tới đây Tại những cái người tỷ phú đô la Giống như Elon Musk Tại sao người ta biết gì bạn không biết Tại sao người ta nhảy vào Bitcoin Tại sao Michael seller một người tỷ phú đô la cũng nhảy vô và vân 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 biết bao nhiêu người tỷ phú đô la khác cũng giống như Tim Cook là người CEO của Apple cũng mua Bitcoin và không chỉ vậy tất cả những cái MacBook của ông đều bán bao nhiêu bao nhiêu tháng trời rồi tất cả những cái MacBook ở ngoài xã hội đều có cái tờ giấy trắng của Bitcoin là cái tờ giấy trắng mà được ra, được đẩy ra xã hội lần đầu tiên nói về bitcoin. Tại sao ông bỏ cái tờ tờ giấy trắng tờ tờ giấy trắng của bitcoin vô tất cả những cái laptop của ông? Người ta biết gì mình không biết? Bitcoin, bitcoin và bitcoin sẽ đem được tới tự do tài chính cho bạn nếu bạn cố gắng học tập và đẩy mình. Cho những cái người mà rõ ràng ok, mình có có 50 triệu 100 triệu vẫn chơi được, vẫn chơi được, vẫn chơi được. Nhưng cố gắng thời gian rảnh rỗi cố gắng ra ngoài xã hội cày thêm. Cày cho nó ra đồng tiền và đem cái đồng tiền đó vô đây để đầu tư vô Bitcoin. Thì đó là một cái lời lời khuyên chân thành nhất mình có thể nói cho những bạn trẻ. Vậy thôi, xin chào mọi người.